chăm lo Tết cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển. Tư vấn pháp luật về vấn đề thừa kế theo pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình hộp thư truyền hình hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh đã phục hồi và tăng trưởng sau 2 năm đại dịch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách tiền lương, thưởng Tết cho người lao động. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành công điện số 1170, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Lao động, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Mặc dù luật không quy định thưởng Tết là bắt buộc, nhưng đã trở thành nét đẹp văn hóa hàng năm trong quan hệ lao động, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động. Sau một năm làm việc, chúng tôi mong có tiền thưởng để trang trải cuộc sống và mua sắm Tết. Tiền thưởng không chỉ là vật chất mà còn là niềm động viên tinh thần. Chúng tôi mong muốn là doanh nghiệp phát triển sản xuất để người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Nghệ An hiện có trên 230.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tiền thưởng bình quân của người lao động trong Tết âm lịch Quý Mão là 4,2 triệu đồng một người, giảm 8,7% so với năm 2022. Trong đó, cao nhất là 80 triệu đồng một người và thấp nhất là 100.000 đồng một người. Người lao động của chúng tôi thì năm ngoái là thu nhập cuối năm bao gồm cả tiền thưởng Tết là khoảng từ 50 đến 60 triệu. Thì năm nay là mức trung bình người lao động phải thu nhập khoảng 90 triệu. Về cái chế độ của người lao động thì công ty đảm bảo theo đúng chế độ chính sách từ tiền lương cho đến bảo hiểm xã hội. Năm nay công ty đều có cái chính sách thưởng tăng hơn so với năm ngoái là khoảng 10%. Là đồng bào mà có trồng nguyên liệu cho công ty là những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì có hỗ trợ. Khác với người lao động ở các doanh nghiệp, giáo viên và những người công tác trong ngành giáo dục thường không có lương tháng 13 hay thưởng Tết. Các nhà trường tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên hàng năm để có những món quà nhỏ mang ý nghĩa hỗ trợ, động viên về tinh thần cho giáo viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2022, nhiều trường học đóng cửa dài ngày, học sinh học trực tuyến, các nhà trường không có nguồn thu. Khó khăn nhất là các trường học ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đối với ngành giáo dục nói chung, cũng như là giáo viên của trường chúng tôi nói riêng, thì về thưởng Tết thì mang tính chất tinh thần thôi. Chủ yếu là một chai nước mắm hoặc là gói mì chính đó, với là khoảng 100.000 tiền mặt là động viên tinh thần các thầy cô giáo về ăn Tết. Từ đầu năm 2022 đến nay, Nghệ An có gần 2.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng, trong đó có hơn 1.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động vào thời điểm cuối năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi, không được để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong tháng giáp Tết, động viên người lao động sau Tết trở lại làm việc. Phòng lao động đã có tham mưu cho Ủy ban huyện có công văn chỉ đạo với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đã thực hiện tốt cái công tác thưởng tăng so với năm trước khoảng 15-20%, và hỗ trợ được hộ nghèo những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như vậy là khoảng 200 lao động. Để đảm bảo cho công nhân lao động là vui xuân đón Tết, thì Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp khảo sát đời sống của công nhân lao động và việc làm, chi trả đầy đủ các chế độ lương thưởng cho người lao động, đồng thời khảo sát những công nhân lao động gặp khó khăn trong cuộc sống để Liên đoàn Lao động hỗ trợ. Với phương châm là tất cả người lao động đều có Tết, năm nay Sở và Công đoàn ngành cùng tiếp tục chăm lo cho cán bộ nhà giáo người lao động với cái số tiền là cũng gần 1 tỷ đồng. Chúng tôi tập trung vào đối tượng là cán bộ nhà giáo người lao động
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi cán bộ nhà giáo người đồng khối ngoài công lập, và đặc biệt là cán bộ nhà giáo người đồng và học sinh năm huyện vùng cao. Để mọi người lao động đều được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, tổ chức công đoàn đã lựa chọn chủ đề Tết năm nay là Tết sum vầy, xuân gắn kết, với kỳ vọng năm 2023 khởi đầu một mùa xuân thắng lợi với sự chung sức đoàn kết của người lao động, cùng chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập và ổn định cuộc sống cho người lao động. Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Vậy thừa kế theo pháp luật là gì? Những trường hợp nào thì được thừa kế theo pháp luật? Trong chương trình hôm nay, ông Bùi Thái Thọ, trưởng phòng Bộ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp Nghệ An sẽ trả lời về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn ông Bùi Thái Thọ, trưởng phòng Bộ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp Nghệ An đã tham gia tư vấn pháp luật trong chương trình hôm nay. Thưa ông, xin ông cho biết là thừa kế theo pháp luật là gì và những trường hợp nào thì được thừa kế theo pháp luật ạ? Cái thừa kế theo pháp luật á thì được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Thì một người chỉ được hưởng, được nhận di sản thừa kế theo pháp luật trong các trường hợp. Thứ nhất là không có di chúc. Thứ hai là di chúc không hợp pháp. Và thứ ba là những người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc chết trước hoặc là chết cùng thời điểm với người để lại di sản thừa kế. Cơ quan tổ chức được hưởng di sản thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không được hưởng quyền thừa kế đó hoặc là đã từ chối nhận di sản thừa kế. Phần di sản thừa kế được hưởng theo pháp luật thì bao gồm cái di sản mà không được định đoạt trong di chúc. Cái thứ hai là có liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật. Thứ ba là các trường hợp không được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc là từ chối người được hưởng di sản thừa kế chết trước hoặc là chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan tổ chức không còn tồn tại vào thời điểm là người để lại di sản thừa kế chết. Theo quy định tại cái điều 651 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì cái hàng thừa kế thì được chia ra ba cái hàng thừa kế. Cái hàng thứ nhất thì bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Cái hàng thừa kế thứ hai đó thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh chị em ruột, cháu ruột gọi người chết là ông bà, nội, ông bà ngoại. Cái hàng thừa kế thứ ba đó là cụ nội, cụ ngoại, chú bác, cậu, cô dì, ruột, cháu ruột của người chết là bác, chú, cô, cậu, dì, ruột. Khi hàng thừa kế thứ nhất không còn người hưởng di sản thừa kế thì với tiếp theo là đến hàng thừa kế thứ hai, và trong trường hợp là hàng thừa kế thứ hai không còn ai thì với tiến hành việc khai nhận hoặc là phân chia di sản thừa kế đến cái hàng thừa kế thứ ba. Thưa ông ạ, ông có thể cho biết cái trình tự thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì được quy định như thế nào ạ? Về mặt trình tự thủ tục giấy tờ đó, thì thứ nhất thì giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế. Thứ hai là giấy tờ chứng minh về di sản thừa kế, có nghĩa là tài sản của người để lại di sản thừa kế chết. Ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ tiết kiệm hoặc là giấy tờ về xe ô tô, xe máy v.v. Cái thứ ba đó là giấy tờ chứng minh cái mối quan hệ giữa người để lại di sản thừa kế và người được hưởng di sản thừa kế, ví dụ như giấy khai sinh và các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh cái mối quan hệ đó. Và cái nữa đó là cái giấy tờ ví dụ như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc là giấy đăng ký kết hôn. Trước khi lập văn bản khai nhận để mà thực hiện việc công chứng thì phải niêm yết trong thời gian 15 ngày. Thứ nhất là niêm yết tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế chết. Trong trường hợp mà không xác định được cái nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại cái nơi tạm trú có thời hạn của người để lại di sản thừa kế. Trong trường hợp là chỉ có một người thừa kế duy nhất hoặc là di sản thừa kế không được phân chia theo từng phần thì tiến hành việc khai nhận di sản thừa kế.
Còn đối với phân chia di sản thực kế đó, thì cái di sản được phân chia và trên cơ sở cái thỏa thuận dân sự giữa các bên của những người trong cái hàng thừa kế đó và thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, theo quy định pháp luật về dân sự. Vâng, xin được cảm ơn nội dung tư vấn của ông Bùi Thái Thọ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình hộp thư truyền hình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.